nào. Nhưng mà hôm nay là mùng 1 Tết tại Mỹ. Em muốn cho mọi người cái episode này coi người Mỹ, người Việt Nam tại Mỹ ăn Tết là thế nào. Và xin khán giả cùng theo dõi chương trình Phát Thanh Thành Công để tìm hiểu thêm về Tết Mỹ. Của những cái channel khác thì họ hay nói rằng là Tết Việt Nam vui hơn Tết Mỹ hay là Tết Mỹ vui hơn Tết Việt Nam. Khang thì sẽ không có nói nhiều mà Khang sẽ cho mọi người xem cái cảnh của Tết Mỹ ở bên tại tiểu bang California, Little Sài Gòn nè mọi người. Và ai sẽ là người judge cái đó là Tết nào vui hơn hay là Tết nào không vui hơn thì tùy mọi người thôi nè. Alright, và Khang thì hôm nay mình sẽ có 3 chỗ. Mình sẽ đi thăm một cái private business là bình thường, một cái sở làm bình thường. Mình đi hội chợ Tết của hội chợ Tết sinh viên. Và mình sẽ tìm hiểu thêm về trường giáo dục có những cái chương trình gì để cho mọi người biết đến về Tết nguyên đám của người Việt Nam mình. Alright, let's go, now let's say bye, we'll see y'all, let's go. Khi mình nói đến các người Việt Nam mừng ngày Tết Nguyên Đán thì dĩ nhiên mình phải nghĩ đến múa lân, đốt pháo và đánh trống hồi. Nhiều quý khán giả có biết rằng ở Mỹ đây mình có một đoàn trống Thiên Ân Performing Arts. Các em trẻ đã đem những tiếng trống hồi đặc biệt của người Việt Nam mình gồm với những âm thanh, điệu nhạc của người Mỹ Electronic Dance Music để có thể thu hút những người trẻ để tìm hiểu đến những cái truyền thống phong tục của ngày Tết của người Việt Nam mình không? Khán giả cùng tiếp tục theo dõi. Bravo! Thì xin khán giả hãy cho các em trong đoàn trống Thiên Ân một like nang. Và đặc biệt trong cái video hôm nay, mình không có muốn so sánh rằng Tết ở Mỹ vui hơn hay là không vui hơn Tết ở tại Việt Nam. Cái mục đích của mình hôm nay là mình muốn cho quý khán giả được một cơ hội trải nghiệm ngày Tết Việt Nam mình tại xứ Mỹ. Và các bạn trẻ người Mỹ gốc Việt đang tổ chức những cái Tết bằng cách nào để giữ gìn cái truyền thống của người Việt Nam mình và đem tới cho những người bản xứ. Và xin khán giả cùng tiếp tục theo dõi trong chương trình hôm nay nè. Và bây giờ mình sẽ xem đoàn Long Thiên Ân sẽ múa và đem ngày Tết của mình đến cho mọi người. Xin khán giả tiếp tục theo dõi. Ok, khán giả nào, và cái đây là một trong những điều mà mình có thể làm trong ngày Tết.
Trong những năm qua, khi mà Khang cùng với đoàn Thiên An Performing Arts đi trình diễn, Khang cảm thấy cái mà khác biệt nhất mà đã đem cho cái ngày Tết của người Việt Nam mình ở tại Mỹ, nói chung là nơi đây Sài Gòn, được càng ngày lớn hơn và vui hơn, đó là được đốt pháo nè mọi người. Giờ chỗ nào cũng đốt pháo hết, coi như là ồn ào lắm, rất là ồn. Cho nên mọi người nào mà đi ra xem Tết của người Việt Nam mình tại núi Sài Gòn, nhớ đem nghe tai lại nè. Nhưng mình phải cần pháo, không có pháo thì Khang thấy không có Tết. Hồi nãy thì Khang đã nói không có pháo thì không có Tết, nhưng mà Khang muốn cộng thêm một điều nữa. Tại Little Sài Gòn, khu vực của tiểu bang California, không pháo, không áo dài là cái Tết nó hơi thiếu một chút gì đó. Guys, và đó là một buổi trình diễn của đoàn trống đoàn Lăng Thiên An Performing Arts trong một cái gọi là private business. Cái này là một cách mà người Mỹ gốc Việt tổ chức Tết Nguyên Đán tại nước Mỹ. Và ai muốn nói Tết nào hay hơn thì cũng tùy mọi người. Alright. Và bây giờ mình sẽ đi qua phần kế tiếp nè mọi người. Đi qua một nơi kế tiếp. Let's see where we're going next. Follow us. Chào mọi người, muốn tìm hiểu thêm về khi mà những cái đội lân này đi trình diễn thì phải đem ở Việt Nam là mình có mấy chiếc xe truck. Nhưng mà ở Mỹ mình muốn U-Haul, và đây là các bạn trẻ trong Thiên An. Oh, take picture. Okay, there you go, guys. There you go. See. Không có xe truck decorate, chỉ có U-Haul thôi. Và đặc biệt cho những người nào mà không có cơ hội để xem, để có thể mướn một đoàn lân hay đoàn trống thì tới đây mình xem lén, mình coi lén nè. Hai đứa, một đứa thì rất là thích coi mướn lân và đánh trống, một đứa thì rất là sợ. Nhưng mà không sao, càng nghĩ càng nhiều năm thì Genevieve sẽ thích.
đó là một cái đặc biệt mà tại sao mình phải tiếp tục làm những chuyện này để cho mình đem một cái exposure ra đó thấy mọi người. Và khán giả nào mà còn muốn thích coi múa lân và đánh trống vào ngày Tết, xin khán giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp.